kính chào quý thầy cô giáo và các bạn học sinh thân mến. Em tên là Trần Thị Minh Anh, học sinh lớp 4/8, trường tiểu học Thái Thị Bôi, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Hôm nay em đại diện cho toàn thể học sinh trường Thái Thị Bôi tham gia cuộc thi trực tuyến Hành trình vạn dặm non sông năm học 2023-2024 do thành phố Đà Nẵng tổ chức, nhằm hưởng ứng cuộc vận động tự hào một dải non sông do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động. Kính thưa quý thầy cô giáo và các bạn học sinh yêu mến, dân tộc ta đã trải qua hơn 4.000 năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Dân tộc Việt Nam đã viết nên những trang sử vẽ vang với những chiến công chói lọi chống lại ách thống trị của giặc ngoại xâm. Góp phần vào trang sử hào hùng ấy, không thể không nhắc đến vùng đất cách mạng Quảng Trị. Sau đây, Minh Anh xin mời các bạn cùng theo chân mình đến với mảnh đất cách mạng này nhé. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Quảng Trị được tách ra từ tỉnh Bình Trị Thiên, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Vào ngày 30 tháng 6 năm 1989, Quảng Trị là một tỉnh nằm ở miền Trung Việt Nam, nơi chuyển tiếp giữa hai miền Nam, Bắc, cách thành phố Đà Nẵng 178 km về phía Bắc. Có vị trí địa lý, phía Bắc giáp tỉnh Quảng Bình, phía Nam giáp tỉnh Thừa Thiên Huế, phía Tây giáp đất nước Lào, phía Đông giáp Biển Đông. Với tọa độ địa lý này, Quảng Trị đã trở thành một vùng đất thơ mộng, có sự giao hòa của núi rừng và biển cả. Ngoài ra, Quảng Trị giàu tiềm năng văn hóa, du lịch, với một hệ thống di tích lịch sử, văn hóa, đồ sộ và độc đáo. Nhiều danh thắng đẹp và nổi tiếng như đôi bờ Hiền Lương, địa đạo Vịnh Móc, thành cổ Quảng Trị, đường Hồ Chí Minh huyền thoại, bãi tắm cửa Tùng, cửa Việt, vân vân. Bên ven bờ Hiền Lương, chiều nay ra đứng trông về, mắt đượm tình quê đôi, mắt đượm tình quê. Xa xa đoàn thuyền nan buồm căng theo gió xuôi dòng, bỗng trong sương mờ không gian trầm lắng nghe câu hò. Đấy chính là bài hát Câu Hò Bên Bờ Hiền Lương của nhạc sĩ Hoàng Hiệp. Và địa điểm mà Minh Anh muốn nói đến đó chính là cầu Hiền Lương bắc qua sông Bến Hải ở km 735 trên quốc lộ 1A. Cầu nối liền thôn Hiền Lương và thôn Xuân Hòa. Cầu Hiền Lương xây dựng từ năm 1952, nơi đây từng chứng kiến nỗi đau chia cắt đất nước giữa hai miền Nam Bắc. Năm 1967, cầu bị bom Mỹ đánh sập để phục vụ chiến trường miền Nam. Năm 1974, ta đã xây lại cầu mới bằng bê tông, cốt thép. Ở phía bờ Bắc, có dòng chữ in rõ trên cổng chào, Nam Bắc một nhà, thể hiện sự khát vọng hòa bình, độc lập, tự do và thống nhất toàn vẹn lãnh thổ. Đôi bờ Hiền Lương, Bến Hải sớm được công nhận là di tích quốc gia vào tháng 12 năm 1986. Đây rất đỗi là niềm tự hào của dân Quảng Trị cũng như của cả dân tộc Việt Nam ta. Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn,
là nơi an nghỉ đời đời của các chiến sĩ đã hy sinh trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước. Tọa lạc trên khu đồi Bến Tắc thuộc xã Vĩnh Trường, huyện Gio Linh, đây là một công trình đền ơn đáp nghĩa đồ sộ nhất, quy mô nhất. Đứng trước hơn 10 vạn ngôi mộ liệt sĩ nằm cạnh nhau, ta càng cảm nhận rõ hơn sự hy sinh lớn lao của cha anh để giành lại độc lập cho dân tộc ta. Họ là những chàng trai, cô gái từ khắp mọi miền quê trên dải đất hình chữ S, là những anh bộ đội, những cô thanh niên xung phong đã ngã xuống khi mới bước vào tuổi 18, đôi mươi. Máu của các anh, các chị đã tô thắm những trang sử hào hùng của dân tộc. Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn là nơi hành hương của nhân dân khắp mọi miền trên đất nước. Những bạn bè quốc tế, các đoàn đại biểu của đảng và nhà nước, chính quyền địa phương đến viếng thăm theo truyền thống đạo lý cao đẹp của dân tộc Việt Nam uống nước nhớ nguồn. Với những ai đã đi qua chiến tranh, thành cổ Quảng Trị trở thành ký ức hào hùng. Đó là mảnh đất mà những người đồng đội đã ngã xuống, nơi mỗi tấc đất đều là máu xương của những người anh hùng. Với những ai sinh ra sau chiến tranh, thành cổ Quảng Trị đã trở thành nơi linh thiêng họ trở về để tri ân thế hệ cha anh đã quả cảm hy sinh thân mình cho thế hệ hôm nay được sống trong hòa bình. Và địa điểm khi đến Quảng Trị mà mọi người dân đều viếng thăm đó chính là thành cổ Quảng Trị. Nơi đây được coi như là một nghĩa trang không nấm mồ cho hơn một vạn liệt sĩ đã ngã xuống trong chiến dịch 81 ngày đêm đánh bại đợt phản kích của Mỹ, ngụy vào mùa hè năm 1972. Thị xã Quảng Trị trong 81 ngày đêm từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 16 tháng 9 năm 1972 ấy được ví như một túi bom với diện tích chưa đầy 3 km2 đã hứng chịu trên 300.000 tấn bom đạn, tương đương với sức công phá của 7 quả bom nguyên tử. Dẫu thân mang đầy thương tích nhưng những người chiến sĩ ấy vẫn chiến đấu ngoan cường, quyết bảo vệ trận địa đến hơi thở cuối cùng. Đúng như báo Quân đội Nhân dân ra ngày 9 tháng 8 năm 1972 đã viết, mỗi mét vuông đất mà các chiến sĩ ta giành được ở thành cổ Quảng Trị thực sự là một mét vuông máu. Khi nhắc đến Quảng Trị mà mọi người dân đều nhớ đến những câu thơ của chiến binh Lê Bá Dương dành cho đồng đội mình vào ngày hòa bình trở về. Đò xuôi thạch hãng xin chèo nhẹ, đáy sông còn đó bạn tôi nằm, có tuổi 20 thành sóng nước, vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm. Nơi đây đã ghi một mốc son lịch sử hào hùng. Quảng Trị, mảnh đất nghèo nhưng bất khuất trung kiên, con người nơi đây đã bền tâm vận trí, vươn lên để có được một cuộc sống ấm no, hạnh phúc, góp phần làm nên một diện mạo tươi đẹp đáng tự hào của Quảng Trị nói riêng và Việt Nam nói chung. Có thể khẳng định rằng yêu nước là một sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ lịch sử Việt Nam. Lòng yêu nước cũng là giá trị cao nhất, phẩm chất tốt đẹp nhất của con người Việt Nam. Hưởng ứng cuộc vận động tự hào một dải non sông, Minh Anh mong rằng tất cả chúng ta và đặc biệt là các bạn học sinh hãy không ngừng nâng cao nhận thức về bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc cũng như tình yêu đối với nước nhà. Thiếu nhi chúng em xin gửi những lời tri ân chân thành nhất đến những vị anh hùng đã quên mình cho nền hòa bình ngày hôm nay.